các thực phẩm kết hợp với nhau rất độc cho trẻ. Cà rốt với củ cải đường gây mất vitamin C của củ cải. Thịt bò và lươn gây ngộ độc tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, giảm hấp thu dinh dưỡng. Tôm và khoai lang gây đầy bụng, tiêu chảy. Cải bò xôi và đậu phụ làm giảm hấp thu canxi từ thực phẩm. Hải sản kết hợp với cam quýt, sinh thạch tím cực độc làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Abetito Bimbi Siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuyển hóa châu Âu. Kích thích sự thèm ăn tự nhiên, ổn định tiêu hóa, tăng cường hấp thu, bổ sung vi dưỡng chất từ thiên nhiên. Hãy truy cập website abetito.vn hoặc gọi tổng đài 1800 8070.